nên vội vã chạy về phía điểm cháy, nhưng lại không nhận được trả lời. Có vẻ như tín hiệu vô tuyến ở đây đã bị cắt khi anh ta đang bối rối. Angwin đã chạy đến khu C và gọi cho anh ta nói rằng tất cả các hệ thống đang hoạt động đều có cảnh báo điện áp cao. T một tắt tất cả các hệ thống đang hoạt động hệ thống ngăn chặn hỏa hoạn bảo ông tắt nguồn ngay lập tức. Nhưng Rose rất không hài lòng với quyết định bởi vì theo ý kiến của cô, hệ thống điều hành của khu C có thể tồn tại trong một thời gian và bây giờ họ sẽ mất rất nhiều tài nguyên nếu họ đóng cửa nó. Magnus trực tiếp cảnh báo cô hãy bỏ lối suy nghĩ của nhà tư bản đi vì ở đây tính mạng con người là điều quan trọng nhất. Rose đã không nói nên lời sau khi nghe điều này, nhưng cô lại chẳng thể bác bỏ lời của anh. Sau 10 phút dung chuyển dữ dội. Giàn khoan trở lại yên tĩnh, mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng một nữ công nhân đột nhiên yêu cầu họ nhìn ra biển. Sau khi nghe điều này, mọi người đều nhìn theo hướng nhìn của nữ công nhân bọn họ nhìn thấy trước mắt là một làn sương mù dày đặc kỳ lạ bốc lên và nó vẫn đang quét về phía họ với tốc độ cao mắt thấy sương mù sắp nhấn chìm xuồng cứu sinh Magnus vội vàng vung tay ra hiệu thuyền trưởng tăng